Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Tokyo Camera. Và hôm nay sẽ không phải là một video giống như thông lệ ở trên kênh nữa. Và video ngày hôm nay sẽ có tên là Một ngày của reviewer trả góp. Sáng nay thì mình thức dậy vào lúc 6:30, mà trường thì xa nên khá là vội. Thế mà vẫn phải đợi thang máy, may là không phải mở cửa 10 lần như mọi khi. Sau đó thì mình xuống hầm để xe với câu thần chú rằng là không hết xăng, không hết xăng, không hết xăng và không hết xăng. Và rất may là câu thần chú đó có hiệu lực. Và nếu như mọi sinh viên khi đi học thì sẽ nghĩ rằng là hôm nay học gì, học ở đâu, thì mình chỉ nghĩ một điều cực kỳ đơn giản: sáng nay ăn gì nhỉ? Bún cá hay là bún chả? Mọi thứ nó làm mình khó nghĩ quá. Trời hôm nay thì khá là lạnh và mình thì đã chuẩn bị một tâm hồn đẹp để đến trường với những cái món ăn đầy dinh dưỡng vào buổi sáng, ví dụ như là món cơm chó. Không biết các bạn thế nào nhưng mà buổi sáng đi học là cái thời gian mà mình thích nhất. Và đặc biệt là với không khí của Hà Nội đang rất là chiều lòng người như thế này. Mỗi tội là không có người yêu. Ủ một cái thì mình đã đến trường và vào tiết 1 với tâm thế vô cùng lạc quan, mặc dù là đi muộn nửa tiếng. Bên cạnh đó là thằng bạn của mình đang thắc mắc kiểu: mày đang làm cái đéo gì đó mạnh? Sau tiết 1 thì mình và bạn mình cùng di chuyển xuống tầng 1 để đi ăn sáng. Và hôm nay thì bọn mình được học ở nhà có thang máy, thế nên là không phải đi bộ. Bình thường thì khuôn viên trường mình nó rất giống với một cái công viên, nhưng mà đợt này thì đang xây nên khá là bụi. Nhưng mà đáng tiếc là xây xong thì mình lại không được học nữa, nên là mình đang suy nghĩ rằng là có nên ở lại trường học thêm mấy năm nữa để được thầy yêu bạn mến hay không. Ban đầu thì mình định đi ăn bún cá ở sau trường, nhưng mà lại gặp người yêu cũ, thế nên là chuyển hướng sang bánh mì cho lành. Sau đấy thì mình đã dành cả 2 tiết để ăn bánh mì và chém gió quán trà đá, nhưng mà lại quên không quay. Khoảng 10 giờ thì mình có mặt ở chỗ làm và hôm nay thì mình đang làm về một chiếc sạc dự phòng, trông nó khá là xịn sò anh em ạ. Thật sự thì mình đam mê công nghệ và được làm việc với anh chị thì cũng rất là vui, nên là mỗi ngày đi làm đều cảm thấy rất là thoải mái. Đôi khi là chỉ cần được làm công việc mình yêu thích là đã đủ rồi. Đến giờ nghỉ trưa thì mình không thấy đói bởi vì là sáng ăn sáng khá là muộn, nên là mình đã rủ mấy anh em xuống uống nước để hít một chút bụi của thành phố và nói dăm ba câu chuyện và tạo cảm hứng làm việc. Thế là hoàn thành một buổi trưa vui vẻ và mình quay trở lại làm việc thôi. Sao có lo nhá. Và đó, các bạn vừa mới xem một ngày của mình trải qua như thế nào. Mình vẫn đang làm một công việc part time bởi vì là mình chưa kết thúc cái việc học ở trường. Và mình cảm thấy là vui vì cái việc là vừa được học và vừa được làm. Trong video các bạn vừa xem thì người bạn đồng hành của mình ngày hôm nay chính là chiếc Insta Go. Đây, nó rất là nhỏ gọn. Và sau một ngày được trải nghiệm trọn vẹn với em nói thì mình thấy rằng là đây là một chiếc camera rất là tiện dụng và các bạn hoàn toàn có thể là ghi lại tất cả những khoảnh khắc ở trong ngày một cách tự nhiên nhất mà chúng ta không cần phải cầm theo bất kỳ một dụng cụ nào. Ví dụ nhá, bây giờ mà anh em đi quay vlog thì nếu như mà các bạn đầu tư một chút thì chúng ta sẽ có này một chiếc gimbal, một chiếc máy ảnh, và anh em nào đầu tư hơn thì sẽ có một chiếc mic nữa. Hoặc là anh em nào mà muốn cái sự tiện lợi hơn thì chúng ta sẽ có một chiếc GoPro. Thế nhưng mà cái việc anh em cần phải làm đó vẫn là phải cầm rất là nhiều đồ ở trên tay, chứ không thể nào mà tiện dụng như mình được. Đây, đây là một chiếc camera của mình này, và mình sẽ để ở trước ngực như này. Đó, vậy là mình đã có thể là vừa đi và vừa quay video được rồi. Đây là một cái sự tiện dụng mình thấy là rất là hay. Và bởi vì là nó nhỏ gọn như vậy thế nên nó sẽ phải có những cái dụng cụ đi kèm để có thể là trang bị thêm cho cái sự trải nghiệm của nó. Thì đầu tiên mình đang có ở đây đó là một cái chiếc vòng như thế này. Thì các bạn sẽ đeo cái vòng vào bên trong áo và nó sẽ dính như thế này. Đó. Thì ở trong video mình đã có một cái đoạn là mình đi đường ấy, thì mình đã dùng cái chiếc vòng này để có thể là dính cái camera của mình lên trên áo và mình đã quay được cái trải nghiệm của mình đi đường hàng ngày. Và tiếp theo đó thì các bạn sẽ có cho mình đó là một cái dụng cụ để các chúng ta có thể là quay được nhiều góc hơn như thế này. Đó. Và chúng ta hoàn toàn có thể là dính lên bất kỳ đâu mà các bạn thích với một cái mặt dính 3M như thế này. Nó rất là chắc. Và bởi vì nó là một chiếc action cam, thế nên là chúng ta thường dùng nó để có thể là đi chạy bộ chẳng hạn. Thì khi mà đi chạy bộ ấy thì mình thường có thói quen là sẽ đội một chiếc mũ, đúng không nào? Đó, ở đây thì khi mà mình đội một chiếc mũ thế này thì nó sẽ có một cái dụng cụ để có thể là dính chiếc camera của mình lên mũ. Bây giờ thì mình sẽ thử anh em xem nhé. Đó, như thế này. Và cái việc anh em chỉ cần là đội mũ như thế này và chúng ta sẽ cài cái dụng cụ này lên cái phần đai mũ của mình thôi là đã có thể sử dụng được rồi. Đó, nó rất là tiện dụng. Nhưng mà những cái video các bạn vừa về xem ở đầu ấy thì mình cảm thấy là nó rất ok với cái độ phân giải là 2K và cái mức độ chống rung của nó cũng hoàn toàn là tốt. Và đặc biệt nếu như các bạn cho cái camera này vào trong cái kén sạc của nó ấy, đó như này, và chúng ta kết nối với điện thoại
thì các bạn hoàn toàn có thể là edit này, chúng ta có thể chỉnh màu và thêm những cái effect nó có luôn ở trong cái app InstaGo, nó rất là tiện dụng dành cho anh em. Còn về tính năng thì cái chiếc camera này nó sẽ có 3 cái chế độ chính dành cho anh em. Đầu tiên thì nó sẽ là standard video, là những cái video tiêu chuẩn anh em quay thường ngày. Thứ hai nó sẽ là chụp ảnh. Và thứ ba thì sẽ là quay hyperlapse cũng như là timelapse. Thì cái việc sử dụng của anh em nó cũng rất là dễ dàng thôi. Chúng ta sẽ có một cái nút ấn ở đằng sau đây này. Đó. Và việc của anh em sẽ là ấn 1, 2, 3 lần để có thể là chuyển những cái chế độ như là standard video này, chụp ảnh hay là quay hyperlapse. Và đặc biệt nếu như mà các bạn vừa quay và cho bạn vừa đeo cái vòng như này chẳng hạn, thì chúng ta sẽ cho camera vào đây và các bạn sẽ nhấn 1, 2, 3 lần tùy cái việc là chúng ta sẽ setting ở trong cái app InstaGo để có thể là vào những cái chế độ như là hyperlapse hay là slow motion gì đó. Và sau một ngày trải nghiệm chiếc camera này thì mình thấy rằng là mọi thứ của nó đều khá là ổn, ngoại trừ một cái mà mình thấy rằng là chưa được ổn lắm, đó là về cái thời lượng pin. Thì một ngày mình sử dụng thì mình thấy rằng là cái pin của kén này thì nó đã hết trong một ngày. Thế nhưng mà pin của camera thì mình thấy vẫn còn khá là ổn. Và tóm lại, nếu như các bạn đang muốn có một cái trải nghiệm rảnh tay, một cái trải nghiệm hand free, chúng ta hoàn toàn có thể chọn sản phẩm này. Hoặc là các bạn mà yêu thích cái sự nhỏ gọn ấy, mà chúng ta có thể là quay vlog ở mọi lúc mọi nơi, thì cái chiếc InstaGo này cũng là một lựa chọn dành cho các bạn. Và link của sản phẩm này thì mình sẽ để ở phía cuối video cho anh em. Cuối cùng thì đừng quên like và subscribe channel của Tokyo Camera nhé. Chào các bạn.